Hello, xin chào cả nhà nha. Chào Tám. Hôm nay đi hơi sớm cả nhà. Này thầy chú Tám mình thăm lò lương. Tới chưa không? Xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Cái này làm đúng không? Làm ha. Gió bất hù hù. Một con hả? Thấy ông nhìn lâu quá. Một con cá khá nè. Trời ơi. Thấy ông nhìn lâu quá con hết hồn. Ôi vàng chứ ông ơi. Cái đầu tiên nhìn cũng khéo quen. Vô. Lưng nhất luôn nè. Được à. Ôi, hên quá. Có dấu rồi. Cái gì là có dấu rồi. Dạ. Một cái đầu tiên lên con lưng bự luôn cả nha. Lưng đó ký đó. Quá. Con mỏi nhỏ hả? Con nhảy á. Con nghe đó. Hai con nhỏ. Con nghe nhảy lịch bịch mà. Ba con luôn. Hả? Ba con luôn. Tại nhỏ quá. Ba con nhỏ quá. Không thấy. Trời, có lý. Hôm nay cái lương này, cái mương này ngon nè chú Tám ơi. Mương này khả quan. Ba con cả nhà. Rồi, đây đi. Để cho đừng đi, họ mình ra mình lấy. Thôi rồi, được cả nhà ơi. Để không qua anh đây kìa. Hai cái đầu ra là thấy cũng được rồi. Dạ. Những cái này chạy là mấy cái gì vậy luôn á. Có. Trời ơi. Ôi kìa. Trời ơi. Hai con luôn. Hai con luôn cả nhà ơi. Vậy là bữa nay khá quen. Trời ơi, con lương nhất luôn nè. Hai con lương nhất, con lương nhỏ hơn. Ok. Ba con luôn. Ừ ba con thêm luôn. Con nhỏ nữa kìa. Trời ơi. Ba con luôn. Trời ơi, ông trốn ở đâu mà không thấy ông đi ông. Rồi này khả quan cả nhà. Ừ coi nè. Công nhận chú Tám mình nghiên cứu mấy cái mương này hay thiệt. Đâu muốn tìm ra mấy cái lương này lương cổ nè. Dỗ. Rồi đấy đi. Trời ơi tỷ lệ bữa nay 100% rồi đó chú. Ăn 100% đó. Ba cái vậy hết trơn. Thôi hả? Cái thứ tư nè, thui. Nhưng mà ba cái ghê chạy cái này là em mình cũng chạy ít nhiều thôi. Ừ. Chung con mương ha. Ừ. Mương này có lương cổ. Ủa. Gì rồi? Anh nhảy nè. Trời ơi, bự luôn. Ê, mấy con này chú Tám ơi. Không con gì luôn. Gì? Chứ gì? Mấy con, ba không con vậy hả? Điểm mày. Có. Trời ơi. À lương bự cả nhà. À, một hồi chút ra chắc mê lắm nè. Để ngay đường đi mình nha. Cái thứ tư rồi, tỷ lệ 100 đang 100%. Một cái ba bốn con rồi nè. Quá đã. Đúng rồi, cái mương này trúng. Sao nghiên cứu được cái mương này hay vậy? Tại cái nằm phòng. Chạy là cái nào luôn cũng chạy đó. Dạ. Ít chứ nhiều thôi. Cúi. Cái mương nè.
Cái này là cái mini. Mini hả? Mini mồi chìm nè, không biết sao đây. Mồi chìm khả quan nha. Mồi chìm. Rồi. Ở biển rắn phải không? Rồi. Cái mẹ à. Con rắn vô rồi. Con rắn vô là con lươn mà con rắn. À. Vô nó xử luôn. Nó xử được không? Ở khẩu à. Cái này đúng ra là có lươn luôn cả nhà ơi. Có nhưng mà biển rắn chung vô rồi. Rắn chung nó cũng có lươn luôn nữa nè. À có con lươn nữa nè. Rồi có vậy là tính ra nếu cái này là tệ lắm cũng hai con. Có con rắn chung nó xử nè, hàng gì nó bành kia vậy nè cả nhà. Có nó út nút rồi nè. Rắn chung nó xử con lươn nè. Trời ơi, nó xử xong cái mọi nó bành kia nó mập. Tại nó ăn lươn nó trong bụng đó cả nhà. Vẫn còn lươn ở ngoài. Rồi, nói chung là tỷ lệ vẫn còn 100%. Cái năm. Tỷ lệ vẫn còn 100%. Này tỷ lệ cao. Tỷ lệ 6 luôn. Sao? Này con ngay bị kiếp à. Coi mồi ơi, coi mồi ơi. Mồi nó cũng 5 năm. Dạ. Còn một hả? Có con hả? Còn. Cái địa thế ngon mà ít hơn mấy kia thôi. Ờ đường con cũng bự bự cái nha. Bự. Ơi cũng được. Cũng được. 200 gram. 200 gram vô lưng nhất. Ờ được con lưng nhất. Cũng ngon. Tại mình đang kỳ vọng nó nhiều quá cả nhà ơi. Mà giờ có con à. Ok ok. Nghe cũng thành công chứ. Tỷ lệ 100% đó. 100%, 6 cái là có hết. Gửi cái hả? À, xình quá giờ mình gửi cái nè. Ờ cái mương này bèo. 6 cái à. Ok. Tới hả? À, bị kiếp nha. Cái này mồi nổi quá không biết coi. Có giọng không biết nữa. Sao? Cũng có lương còn có à, thì là vẫn còn duy trì 100% cả nhà ơi. Hai con, hai con, luôn. Hai con hả? Hai con đâu đẻ ra con nữa vậy. Hai con luôn. Hai con mà không bự nhỏ à. Vẫn còn, vẫn còn tia 100% nha cả nhà. Hai con. Lát giờ mình chút ra mới thấy rõ, cái này nó bị dướng cái lòng cái nhà khó thấy. Mình ấy, mình thấy dễ rồi. Tại qua màn hình cái điện thoại quay không có rõ cái nhà ơi. Nó tài kiểu mình không tài nó kiểu rồi. Tới à. Tới nơi, tới nơi. Dạ, nặt ngoài đó luôn hả? Quyền quý vậy. Mồi nổi không? Rồi chắc thất bại rồi. Cái này chết rồi. Sao? Cũng có luôn. Chắc chưa? Có luôn. Rồi có. Bị sình đúng không? Ở chỗ trong sình luôn. Vẫn còn giữ không đỏ. Vẫn còn 100% phải không? Con này nhỏ nè. Cái này dừng 50g gần 100g gì. Vẫn còn giữ phong độ. Bữa nay phong độ cao nha. 8 cái phải không? 8 cái là 8 cái có hết trơn luôn. Dữ dằn. Mấy cái đầu chúng mới giữ. Mấy cái đầu chúng là hai ba con không á. Cái nào thái hết rồi đó phải không? Ui, trời, đây nè. Cà na cả nhà ơi. Cà na ngào đường, cà na đập, cà na chấm muối muối ớt. Để trái cà na luôn nè. Đúng rồi, quá ngon cả nhà. Xách bịch rượu với muối ha. Rồi ra đây là có cà na là nhậu được rồi. Tới nơi luôn rồi cả nhà. Cái này là cái 28 hay 29 ta? 29 phải không? Ừ. Buổi sáng mời cả nhà ăn trái cà na. Ăn cho chua chua đồ chơi, cái chát đồ chơi. Cái còn giữ phong độ hay không đây? Sáng ăn trái cà na này sốt ruột lắm rồi nè. Ăn sốt ruột rồi chơi. Rồi. Có chú. Ê, có. Bên đây còn thấy mà. Con này cũng trọng trọng à.
Rộng à, bự à. Ừ, được. Ok. Đấy. Ok, ok. 100% rồi đó. Chỉnh cái coi hết trơn nha cả nhà. Là quá dữ. Này mình lên cho lít Nhật ở đi đi với đi làm ăn ở xa quay về trở về quay kinh là. Cái này là em Nhật có không gài có đi nó đi làm ở đâu Sài Gòn cả nhà. Lắm nói đệ tử mà thấy cái này là đệ tử nôn nao liền hai chú Tám ha. Quay về. Xu này hết rồi hả? Còn mấy cái thôi? 10 cái rồi đó. Phải không? 9 hả? 9 hả? À quên 9 cái, 9 cái. Bây giờ 9 cái rồi cả nhà. Tỷ lệ 100%. Quá đã rồi. Cây này cái gì vậy Tông? Đây là cái chào ô long. Ủa chào ô long á hả? Ủa gì sao? Đó giờ con nghe chào ô long Dr. Thanh chứ đó giờ đâu có biết cái cây nào ta. Mình này nó mới trồng không? Ủa này cũng dễ trồng hay ghễ quá trời chú Lâm. Này đây là trà nè, ô long. Này hả? Này về mình chỉ cầm xuống rồi sống trà cầm. Ủa rồi cái này về mình dùng sao? Về nấu chứ. Để tươi vậy hả? Ừ để tươi vậy là cái sạch rồi nấu à. Này hả? Nấu nhiều không? Nấu cũng trung bình nè. Đừng nấm hả? Ừ. Nấm rồi nấu trà trà tươi luôn á ha. Ừ. Vậy uống à? Ừ, để đường phèn vô là uống nó là trà ô long. Vậy sao? Ừ. Ok này ơi, tính ra gì dễ ra ta. Ừ. Này xin về trồng được nè. Rễ quá trời rễ luôn nè cả nhà. Cái này mình ghim cái nó sống hả? À. Cây này mạnh chứ. À cái này là bông cái trà ô long nè cả nhà. Nó có bông trắng trắng. À, bên đây có cái bông nữa nè. Bông này còn búp. Cái này cũng được hai cái bông. À lần đầu tiên mình thấy được cái trà ô long mình chia sẻ với cả nhà có những ai chưa biết ha. Trà ô long uống chắc cũng tốt sức khỏe cả nhà, thấy người ta bào chế ra người ta bán đó. Nãy giờ chưa có lương khủng hả? Nói chung là lương vô loại nhất thì giờ có nhưng mà không có lương khủng. Lương chừng ký mốt rồi chưa thấy hay chưa ta? Trời ơi, đòi hỏi quá. Hồi đời trước cậu ấy bắt con lương ký tư nữa. Thôi. Cố gắng kiếm lương khủng à. Bắt tiêu mồi người ta. Lương cổ. À bắt tiêu mồi hả? Trời trời. Rồi, khả quan nghe có lý nha cả nhà. Bắt tiêu mồi rồi. Tiêu mồi có lương nái không? Trời ơi có một con rồi. Sao kỳ ta? Nó cũng bự vậy chú. Trời ơi con lương này mà chú thắm chê. Đòi lương khủng này sao á? Trời ơi coi nè. Bự cái nhà ơi bự. Lương nhất, lương nhất. Hình như còn hết lương bự. Không lương nhất chú ơi. Cái lương cái mương này hồi trước đó ha. Dạ. Là mà đặt mấy lần đầu ha là dính bốn con lương bự không lương nhất không đó. Dữ vậy hả? Thầy hậu thấy còn giật mình á. Dạ. Ờ thầy hậu coi clip này thầy hậu nhớ lại kỷ niệm giật mình nha thầy hậu. Là mà mấy cái bữa mà thầy hậu giật mình á là đặt ngay cái mương này nha thầy hậu. Trời ơi nó vàng này cả nhà. Mấy con lương bự nó vàng vậy đó. Không biết quay sao mình thấy ha. Tại vì giờ này cũng còn sớm lắm mà bầu trời chưa có sáng nè. Mình phải gắn cái đèn nó hơi chá cái mình khó nhìn. Nhà bự cả nhà thì bự bự. Bự lắm. Cố gắng quay quay về coi cả nhà thấy coi. Đó đó đó. Rồi mình tiếp tục mình đi cả nhà. Mới nồi cả nhà. Khui. Chắc nghi rất lớn các bạn ơi. Mồi cũng là đời. Trong xe hả? Cũng được. Ê, nó nhảy rồi. Còn nghe nó nhảy lực bịch. Cũng một em mà không bự. Một con hả? Đây, vẫn còn giữ phong độ. Vẫn còn giữ phong độ. Rồi vẫn có lương nha cả nhà. Lại đạt 100%. Đúng rồi, nãy giờ vẫn còn 100%. Quá dữ. Bữa nay quá hoành tráng rồi cả nhà ơi. À, nãy giờ chú cháu mình là thăm 11 cái lợi rồi. À, tất cả đều có lương hết cả nhà, tất cả đều chạy. Còn đâu hai cái nữa. Hy vọng hai cái sau mình nhưng mà hai cái sau đặt cái mương khác mình cũng không bảo đảm.
nhưng mà mình mong được đều có lương luôn, đặng đạt tỷ lệ 100%. Hai cái sau mà dính hai con lươn khủng là đạt tỷ lệ là 101%. Ủa nãy như con cái dính gắn nữa không ta? Đúng rồi. Cái đằng kia hay là một cái mà có con cái đằng kia á. Cái này dính gắn nè, đằng kia dính con nữa, hai cái dính gắn luôn mà. Ủa con cái hả? Cái không? Con cái dính gắn hả? Dính hai cái luôn mà. Ủa con cái ông ơi. Hai con chứ gặp mà tỷ lệ mà dính thằng cái nửa ký 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 mấy hả, là cái không quẩy nổi vô luôn. Nay quẩy sợi dài hả chú Tâm? Hôm qua ông nấu mồi ông có nêm đường mà bột ngọt gì không, mà mồi ngon dữ vậy. Nay có vô quá à trời, này để biết kiếm thiệt. Nêm nếm rồi hả chú? Để biết kiếm thiệt. Thì qua bên kia nữa hả? À vậy là mình còn hai cái đặt ra chỗ khác cả nha. Ok, hiện giờ tỷ lệ là 100%. Rồi xin mời cả nhà xem tiếp hai cái cuối nha. Hai cái cuối cố gắng kiếm cái cổ nha chứ ở lưng cổ nha chú. Rồi ok. Mời cả nhà tiếp tục xem video nha. Tên này, tên này. Đây có vườn khoai ha. Ồ, đế đẹp không hả chú? Thấy không? Cái đế này giữ chưa? Cây nào cây nấy kìa, đế quá trời đế. Ừ, cái cũ đó. Ủa, tới luôn hả? Con tưởng phải đi qua cây cầu chứ. Qua cây cầu cái bên kia. Cái này cái em bé rồi con có biết kiếp hả? Mồi lơ lửng này. Lơ lửng này. Mồi 5 năm này. Rồi bữa nay cái này rớt các bạn ơi. Cái này làm hai lũng lưới rồi. Dính một con cua. Ấy cũng còn dính chú. Vậy là chứa. Dính con cua cũng là dính. Dính một con tôm 10 càng. Con gì nữa? Con tôm 10 càng. Ăn cua hả? À. À tôm 10 càng. À. À chú Tám chọc mình cái nhà nó tôm mà tôm 10 càng có nghĩa là con cua, tại nó mới có 10 cái chân đó mà. 8 cái chân với 2 càng là tôm 10 càng. Rồi, cái này cũng có chín nha cả nhà. Chín con cua. Ốc kìa con cua. Qua mà đặt cái đó đem qua bên này. Nó chắc lậu. Nó mất khủng. Để chín sao đi. Rồi cái lưng cái măng cục. À cái măng cục hả chứ. Vậy là cái mương đó là chưa đặt luôn đó hả? Hai mương đó chưa. À. Ok. Còn cái cuối cùng nữa. Cái cuối cùng. Rồi, hết rồi. Hết hy vọng rồi, mồi nổi rồi bạn ơi. Nổ phiêu luôn hả? Nước trong xe hả? Ừ. Bởi vì cái tùy theo mương nha, cái khu vườn hôm nay mà không bảo đảm. Hai cái cuối vậy là bị lúng lưới. Bị lúng lưới hai trái hả chú? Ghi 11 trái mà bị mướn 2 trái thì tính ra cũng còn ăn chú ơi. Ăn đậm. Về cuối để cho gỡ lại. Rồi, giờ chú cháu mình đã thăm xong 11 cái lò rồi cả nhà. Giờ, ok, giờ chú cháu mình về chúc lương.
tới hàng bông giấy là tới nhà nữa rồi cả nhà ơi. Đúng rồi, về tới bông giấy là tới biết tới nhà. À, này là dĩ phơi bột này cả nhà. Nhà chú Tám mình làm bột á, rồi cái dĩ này để phơi, nhưng mà hồi trước mình làm bằng tre toàn bộ không rồi cả nhà. Bây giờ ông làm cái sườn bằng tre, cái ông lót lưới mũ nè, lưới nhựa này nó bền hơn, nó nhẹ hơn nữa, cũng hay. Bây giờ nhờ có lưới này cái mình làm được mấy cái này, nó tiện lợi cho mình quá. Này giữ phơi bột để làm bột khô quá cả nhà. Này lưới nhỏ hơn. Này là lưới à, lưới làm lò của ông nè. Làm lò lương nè, ông lấy ông làm mà giữ phơi bột luôn nè. Chế luôn ha. Dạ, thôi múc. Ông sáng cà phê chứ ông? Dạ. Đây là ông Út ba của chú Tám nha. Dạ. Ok, giờ mình qua chúc lương nha. Ba con luôn hả? Ba con, ba con, ba con. Rồi, một để ghi. Cái này ba con, hơi nhỏ. Nhưng mà bù lại nó nhiều con hả chú? Con này bự à? Con này bự. Ok. Cái gì không hề hắn nó chân ha. Con này bự hơn nha. Đâu đi. Ok. Cái mà một con thì nó bự ha, cũng đỡ chứ ha. Cái này có một con ngắn. Cái lò này nhỏ hơn ha, thấy nó nhỏ hơn mấy cái lò bên đây. Lò mini. Lò mini vẫn chạy. Dạ. Ủa sao mình không làm lò mini gì cho nó về mình dễ chở ta? Cái lò nhỏ lượng bự ít dính lắm. Ủa vậy ha. À. Bởi vì tại sao mình cũng phải làm lò bự? Con gắn để riêng mà phải không? Ờ, cắn con này à, gắn vô đây đúng rồi, cái thùng quen thuộc, cái thùng quen thuộc tiếng chung rồi, để cho luôn đi không rồi. Rồi tổng kết bữa nay thành quả mình được nhiêu, thấy cũng nặng hay đó. Nãy đi quẩy sợi dai mà. Vô. Được con ha. Có. Ai à? Cái điện thoại. Vô. Cha con đang bận bắt lương rồi. Có gì gặp sau hả? hai con hai con nhỏ còn. Khá rồi đó. Còn này cũng hai con đây. Hai con có còn bự bự nè. Ừ, cái này bự. Đó. Có luôn. Ba con. Con này là bự nhất trong số lương của này. Đâu lòi ra đơn con nữa, tưởng hai con với nhà ba con luôn. Con này là con bự nhất của nay nha. Đó, con này là con bự nhất của nay nè. Đó. Bự mà không thấy luôn á. Tưởng đâu có hai cái lò nó có hai con chứ. Con đó bự này bự nhất á.
Rồi, bự nghe chú, bự. Giá nhiêu không? Này được con hả? Một con bự. Ra con, ra con. Dạ. Dạ con lươn này. Ok ok. Ồ nặng tay nha. Còn cái cuối hả đi. Cái cuối. Cái này đặc sắc. Cái này đặc sắc dữ. Đó. Ồ này ba con bự luôn. Ba con bự luôn. Cái này ba con bự luôn nha. Ok, đây là thành quả buổi sáng hôm nay nha cả nhà. Này lượng nhất à. Ký lượng nhất à. Dạ. Được ký lượng nhất ha. Cân thử coi cho ta. Nay mình vô mình cân cả nhà coi coi. Hết này được nhiêu? Đổ cái ghế hả? Mình đổ cái gỗ cho cả nhà coi. À. Đó, lịch lượng hôm nay 2 kg, 2 kg 2 trừ còn 2 kg. À đúng ha. 2 kg 2 trừ cái gỗ ra còn 2 kg nè. Này khoảng 1 kg lương nhất à. Rồi, này sống khỏe chú ơi. Ủa 2 kg này là mình chưa tính con rắn á, con rắn nữa còn dữ nữa. Rồi, nói chung bữa nay xong buổi thăm lò lương của chú cháu mình cả nhà ơi. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai.